be curious about what damage our bodies. So now I will tell, I will recall all everything about the factor damage our body that I read before. Okay, now we go into the detail what caused our for damage for our body. When we talk about when we think about air pollution, we're gonna think about chemical or toxins, individual chemical or toxins. Khi mà nghĩ đến việc nghĩ đến ô nhiễm không khí thì chúng ta thường nhắc đến là chất hóa học và chất độc. Individual chemical and toxins in the air. However, in fact, researchers now recently show that the size of pollutant is a matter. Nhưng bây giờ các nhà khoa học thì đã nói rằng là show that the size kích thước của pollutant thì đã It is the most damage to our body. Không phải quan trọng. Matter đây có nghĩa là gì? Cái đang nói. Chính là vấn đề, người đó chính là vấn đề. Không phải nghĩ là nó kiểu cái gì đó sẽ là cái yếu tố quyết định ấy. Ừ, vấn đề là quyết định. Chứ đấy không matter là vấn đề. Matter. Research found that the fine particulate matter. Size is very small. em không hiểu cái từ này, tại vì nó là một cái từ em cũng nhiên em forget it. Này particulate matter tức là chất bụi mịn, bụi mịn từ xe máy xả ra này, những cái bụi rất nhỏ. The size of the particulate matter is only 2.5 micrometer diameter. Cái kích thước của bụi mịn này thì chỉ khoảng 2.5 micromet. Micromet. Diameter. Diameter. Đường kính. Đó là những bụi mịn này có đường kính từ dưới 2.5 micromet. It is equal to less or this is equal to 3% or less than our hand. Chỉ tương đương là 3% mắt của chúng ta. Yeah, so you can image that it is such small. But you think that small thing cannot damage us? Nhưng mà bạn thử nghĩ xem cái vật nhỏ này thì gây hại như gì? Damage à? Cannot. Damage. Không thể gây hại. Damage. Destroy our body. But this is
threatening than you think. Nhưng mà nó threatening. Nhưng mà nó đe dọa nhiều hơn là bạn nghĩ. Yeah. Researchers say that it can go through our blood center. Các nhà khoa học nói rằng là nó đi qua cái đường phổi. Blood center. Blood center là bào thai. Bào thai. Yeah. And it says damage not only our nose, mouth, lungs. Và nó không chỉ phá hủy mũi. Gây hại. Không thể gây. Nó không chỉ gây hại cho mũi, mồm và phổi. All parts of breathing system. Tất cả những phần của hệ thống. Respiratory system là breathing. Nhưng mà trong bài nó là có breathing system. I'm not expert. So, but it can damage all of your body in every cell. Mà nó còn gây hại cho tất cả những bộ phận khác trên cơ thể. Cell, tế bào. Thế stop here, Roger.